Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình ôn luyện kiến thức dành cho học sinh lớp 9 môn tiếng Anh. Chương trình do Phòng Giáo dục Đào tạo quận Long Biên tổ chức. Cô xin giới thiệu, cô là Bùi Thị Nguyên Ngọc, giáo viên trường Lý Thường Kiệt, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hôm nay cô rất vui mừng được chia sẻ và đồng hành cùng các bạn trong chuyên đề kiến thức Common Structures in Writing. Now, are you ready to start? Let's go! Ngày hôm nay cô rất muốn các bạn sẽ đạt được cùng với cô 3 mục tiêu của bài học. Mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhận biết được những cấu trúc thông thường được sử dụng trong viết. Mục tiêu thứ hai đó là các bạn sẽ nhận diện được các lỗi sai liên quan đến những mẫu câu đó để chúng ta có thể tránh được việc chúng ta mắc lỗi sai tương tự khi chúng ta viết. Và mục tiêu thứ ba đó là các bạn sẽ luyện tập làm các câu hỏi đa trắc nghiệm liên quan tới những mẫu câu mà chúng ta vừa mới được dạy. Cô mời chúng ta bắt đầu nhé. Như chúng ta đã biết, trong tiếng Anh có khá nhiều cấu trúc câu được sử dụng trong kỹ năng viết. Và trong giới hạn của buổi học ngày hôm nay, cô muốn cùng các bạn đi vào 4 phần mẫu câu chính. Mẫu câu thứ nhất đó là những cấu trúc câu liên quan đến thì của động từ. Mẫu câu thứ hai đó là những cấu trúc câu liên quan tới dạng thức của động từ. Và thứ ba đó là những mẫu câu liên quan tới việc cấu tạo của một động từ đi theo sau một động từ khác. Và cuối cùng đó là phần mệnh đề và các cụm từ để chỉ kết quả của hành động. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng mẫu câu một nhé. Now, let's find the two sentences which have the same meaning. Ở đây cô có 4 câu và cô muốn các bạn dành cho cô 1 phút. Các bạn hãy đi tìm cho cô những cặp câu đồng nghĩa. Now, 1 minute for you. Finish everybody? Now, let's check with me. Let's see, can you do them correctly? Sentence 1. We began to play the piano 3 years ago. And it means, it's the same meaning with sentence 4. Yeah, she has played the piano for 3 years. Okay, and of course, we have the sentence, she hasn't spoken Japanese before. It is the same meaning with, this is the first time she has spoken Japanese. Cô tin rằng với bài tập đơn giản vừa rồi chúng ta đều làm đúng hết. Bây giờ cô mời các bạn quan sát vào những chữ cái đã được cô highlight màu đỏ và màu xanh. Và các bạn sẽ giúp cô trong vòng 30 giây, các bạn sẽ khái quát lên công thức chung để từ đó chúng ta có thể dễ nhớ và có thể vận dụng được trong những bài tập sau này. Chúng ta cùng suy nghĩ và bắt đầu nhé. Now, let's compare your structure with mine. Now, với cấu trúc câu đầu tiên, chúng ta thường sử dụng quá khứ đơn với động từ began hoặc là started. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng to infinitive hoặc là verb in. Và chúng ta nhớ là đối với mẫu câu này thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian tương ứng trong quá khứ là ago hoặc là in. Ai đó đã bắt đầu làm việc gì? Đây là một mẫu câu sử dụng quá khứ đơn. Và mẫu câu này chúng ta hoàn toàn có thể viết lại một cách nguyên nghĩa bằng cách chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Và cách chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Và khi sử dụng hiện tại hoàn thành thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ thay đổi cho cô cái phần thời gian cho tương ứng. Rất nhiều bạn học sinh khi cô hướng dẫn làm phần này và khi cô kiểm tra các bạn ý thì cái lỗi sai các bạn hay mắc phải đó là các bạn đã chuyển được động từ về thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên phần thời gian các bạn vẫn để thời gian là quá khứ và đó là một cái lỗi sai rất là đáng tiếc khiến các con không được ghi điểm trong bài thi. Hy vọng rằng sau buổi học ngày hôm nay thì các con sẽ ghi nhớ lỗi này để chúng ta không mắc nữa nhé. Nào, cô mời các bạn đến với mẫu câu thứ hai. Mẫu câu thứ hai chúng ta sử dụng dạng phủ định của thì hiện tại hoàn thành với từ before ở cuối câu để chúng ta diễn tả một cái hành động mà một ai đó chưa từng làm trước đây. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cấu trúc câu khác tương đồng về mặt ý nghĩa để diễn tả mẫu này. Đó là chúng ta sử dụng it is hoặc là it is the first time. Rồi sau đó chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành thông thường. Ok. Nào, các bạn nhanh chóng sử dụng bút giấy và ghi lại cho cô những mẫu câu này vào vở để lát nữa chúng ta sẽ ứng dụng trong phần làm bài tập thực hành. Các bạn có 10 giây nhé.
Nào, tiếp theo cô có một vài ví dụ nữa vẫn liên quan tới những cái cấu trúc câu liên quan tới thì của động từ. Cô mời chúng ta làm tương tự. Now please let's check with me. Now we come to number 5. I haven't heard from him since July. And the same meaning sentence is that. Number 8. I last heard from him in July. Or the last time I heard from him was in July. Come on. Number 9. We haven't gone to the cinema for 2 months. And the same meaning sentence is. We last went to the cinema 2 months ago. And we also have one more sentence which has the same meaning with number 9 and number 11. Can you guess it? Right, yes. It is number 7. It's 2 months since I last went to the cinema. And the last sentence, number 10. How long is it since you saw Peter? And the same meaning one is number 6. When did you last see Peter? Do you have all correct sentences? Congratulations. Now, I need you to form the structure using the sentences so that you can remember the structure better. Cô mời chúng ta quan sát lên trên màn hình. Trên này cô đã tổng kết lại kiến thức chung để sử dụng mẫu câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành và bằng nghĩa với sử dụng thì quá khứ đơn. Các bạn có thể quan sát như sau. Nếu như chúng ta nhìn thấy mẫu câu được sử dụng dạng phủ định của thì hiện tại hoàn thành với từ for và từ since mang ý nghĩa là đã bao lâu rồi, ai đó không làm việc gì hoặc ai đó không làm việc gì kể từ khi nào. Đối với mẫu câu này thì các bạn có 3 cách để chúng ta viết lại câu mà nghĩa vẫn không thay đổi. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng it's rồi cộng khoảng thời gian. Sau đó chúng ta sử dụng từ since và sau since các bạn sẽ sử dụng mệnh đề và chia động từ ở thì quá khứ đơn. Trong đó chúng ta sử dụng từ last đứng trước động từ quá khứ đơn. Cách thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ với last và động từ quá khứ đơn. Sau đó chúng ta sử dụng trạng từ thời gian ago hoặc là in trong thì quá khứ đơn. Và cách thứ ba, chúng ta dùng the last time lên làm chủ ngữ và khi đó thì chúng ta sẽ có thêm was trước khi chúng ta có mốc thời gian trong quá khứ đơn. Ok, so try to remember. We have a four structure that has the same meaning with each other. Ok. Chúng ta đến với mẫu tiếp theo nhé. Khi chúng ta muốn hỏi xem ai đó làm việc gì đó lần cuối là khi nào, chúng ta có thể sử dụng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta dùng how long is it since, rồi chúng ta cộng với mệnh đề ở thì quá khứ đơn. Cách thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng when did cộng với mệnh đề ở thì quá khứ đơn. Now it's time for you to use the structure you will learn to practice with some MCQs, okay? Now firstly, I have three sentences for you to do. And in 1 minute, I hope that you can give me the correct answers. Now let's start. Now let's see if you can do them correctly or not. Now, firstly, khi chúng ta nhìn thấy câu 1, I haven't seen that man here before. Có nghĩa là gì? Trước đây tôi chưa nhìn thấy người đàn ông này ở đây. Vậy đối với mẫu câu này thì lúc nãy các bạn còn nhớ không? Đó là mẫu câu it is the first time. Rồi sau đó chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt ý nghĩa tương đồng. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng mẫu câu mà chúng ta được học. Sau đó chúng ta sẽ rà soát xem trong 4 phương án A, B, C, or D thì phương án nào sẽ là phương án chúng ta chọn nhé. Nào, ở phương án B chúng ta nhìn thấy động từ so. Như vậy có một cái sự lệch thì với công thức. So we don't choose. Ở phương án C tương tự như thế, động từ C cũng không phù hợp với cấu trúc. Và cuối cùng, từ that man ở đây đang để sai vị trí. That man là tân ngữ, chúng ta phải để sau vị trí là động từ. Vậy khi chúng ta đã tìm thấy lỗi sai xuất hiện ở phương án B, C, D, vậy đồng nghĩa với việc phương án A là phương án đúng. Và đó cũng chính là phương án duy nhất tương đồng với mẫu câu của chúng ta.
Ok, vậy chúng ta có thể khẳng định A chính là đáp án đúng. Xin chúc mừng các bạn có phương án đúng. Nào, chuyển sang câu số 2. We last visited Ho Chi Minh City 3 years ago. Với mẫu câu này thì chúng ta sẽ bằng nghĩa với mẫu câu nào? Các bạn còn nhớ không? Đúng rồi, đó là bằng nghĩa với mẫu câu chúng ta sử dụng phủ định của hiện tại hoàn thành. Sau đó chúng ta dùng với for cho khoảng thời gian. Tương tự như câu 1, chúng ta sẽ đối chiếu các phương án A, B, C, D với mẫu câu đồng nghĩa. Phương án nào đúng chúng ta sẽ chọn và phương án nào sai thì đương nhiên chúng ta không chọn, phải không nào? Nào, cùng xem nhé. Phương án thứ nhất, didn't. Ở đây chúng ta yêu cầu sử dụng hiện tại hoàn thành, haven't hoặc hasn't. Vậy chúng ta loại. Come on. Phương án C, thời gian ở đây là thời gian for cộng với khoảng thời gian. Như vậy chúng ta phải bỏ ago đi. Và đây cũng là một cái lỗi rất phổ biến với các bạn. Và cũng mong rằng là chúng ta sẽ có thể tránh được lỗi này sau bài học ngày hôm nay. Còn phương án nào có lỗi sai nữa các bạn? Đúng rồi, đó là phương án D. Phương án D chúng ta nhìn thấy có sự mâu thuẫn ở đây. Đó là động từ didn't mà lại có hai khoảng thời gian đi, for và ago. Như vậy đây là sự mâu thuẫn giữa thì của động từ với trạng từ chỉ thời gian. Và đương nhiên tất cả những câu chứa lỗi sai thì chúng ta không chọn. Và đáp án duy nhất đúng trong phương án này đó là đáp án B, phù hợp với mẫu câu. Nào, chúng ta chuyển qua câu thứ 3 nhé. She has stopped her children to play the piano for 4 years. Cô ta đã dạy con của cô ta chơi đàn piano được 4 năm rồi. Nào, có bạn nào còn nhớ mẫu câu tương đồng nghĩa mà chúng ta đã học vừa đầu giờ không? Đúng rồi, đó chính là mẫu câu chúng ta sử dụng với started. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng verb in, rồi chúng ta sử dụng thời gian trong quá khứ. Nào, hãy kiểm tra xem trong 4 phương án này, phương án nào sẽ phù hợp và 3 phương án còn lại lỗi sai là gì nhé. Phương án B, started thì chúng ta không dùng với for 4 years, vậy chúng ta loại. Phương án C tương tự, started chúng ta cũng không dùng với for. Phương án D, started chúng ta cũng không dùng với since. Như vậy cả 3 đáp án B, C, D lỗi sai đều rơi vào trạng từ chỉ thời gian. Và duy nhất phương án A là phương án chúng ta thấy đúng trọn vẹn với started và trạng từ thời gian là 4 years ago. Trước khi chúng ta đến với những mẫu câu thứ hai, cô mời các bạn làm cho cô một nhiệm vụ nho nhỏ. Nhiệm vụ đó như sau: Write the correct verb forms for the sentences. Ở trên màn hình chúng ta có các câu từ 1 tới 5 và các động từ cô đã in hoa ở phía cuối câu. Cô mời các bạn trong vòng 1 phút sẽ giúp cô sử dụng dạng đúng của những từ và động từ này cho vào những chỗ trống. Mời các bạn. Now, okay. Now, let's try with me. Number one, it takes me about an hour to watch TV every day. That's right. And number two, I spend an hour watching TV every day. Now, mời các bạn hãy quan sát lại câu 1 và 2 và cho cô biết vậy chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu ở dạng khái quát như thế nào để diễn tả xem ai đó làm việc gì mất bao nhiêu lâu. Nào, mời các bạn quan sát. Chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ giả đi với takes hoặc took. Sau đó chúng ta dùng tân ngữ và sau khoảng thời gian các bạn dùng to do something. Và mẫu câu này được diễn tả bằng mẫu câu đồng nghĩa. Chúng ta sẽ sử dụng động từ spend như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ thật với động từ spend hoặc spent. Sau đó cũng là khoảng thời gian. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian các bạn dùng cho cô động từ ở dạng đối ứng nhé. Mời các bạn nhanh tay để ghi lại mẫu câu vào trong vở. Nào, cô mời các bạn chữa tiếp câu 3, 4 và 5 xem chúng ta sẽ sử dụng dạng thức của động từ như thế nào. Nào, number 3, we have. Yes, I'd rather stay at home than go out with her. And the second, I prefer staying at home to going out with her. And the last one, I like to stay at home
better than to go out with her. Nào, cô mời chúng ta làm tương tự. Các bạn hãy quan sát câu và rút ra cấu trúc chung cho cô. Nào, các bạn cùng kiểm tra mẫu câu chung các bạn đã rút ra được nhé. Như vậy, để diễn tả một ý này, chúng ta sẽ có 3 phương án đồng nghĩa với nhau. Khi chúng ta muốn nói rằng ai đó thích làm việc A hơn làm việc B, các bạn có thể sử dụng 3 cách diễn đạt sau đây. Cách diễn đạt thứ nhất, các bạn dùng would rather do A than to B. Cách diễn đạt thứ hai, các bạn dùng prefer doing A to doing B. Và cách diễn đạt thứ ba, các bạn dùng like to do A better than to do B. Okay, so take notes please. Now, phần mẫu câu common structure related to verb forms của chúng ta vẫn còn một vài câu nữa. Cô mời chúng ta tiếp tục làm nhé. Now, number 6 and number 7. 10 seconds for you only. Okay. He would prefer her to pay him immediately. And 7. He'd rather that she paid him immediately. Ok, vậy đối với mẫu câu 6 và câu 7 thì chúng ta có thể khái quát được ra mẫu câu gì? Đúng rồi, đó là chúng ta sử dụng chủ ngữ cộng với would prefer, sau đó chúng ta cộng với tân ngữ, và sau tân ngữ các bạn dùng to do something. Và mẫu câu này bằng nghĩa với mẫu câu chúng ta sử dụng would rather, và sau đó chúng ta dùng mệnh đề các bạn nhé. Mệnh đề sau would rather các bạn sẽ để động từ thì quá khứ đơn cho cô. Và chúng ta sử dụng hai mẫu câu này để diễn đạt ý nghĩa xem mình thích ai đó làm việc gì hơn. Các bạn ghi nhanh nhất bởi vì chúng ta vẫn còn kiến thức rất là dài. Cô mời chúng ta đến với cặp câu tiếp theo. Number 8 and number 9. The answer is, it's time the children went to bed. Yes, and number 9, it's time for the children to go to bed. Đối với mẫu câu 8 và 9 thì chúng ta có thể tổng kết được ra mẫu câu như sau. Chúng ta sử dụng it's time, hoặc đôi khi để nhấn mạnh chúng ta có thể sử dụng it's high time. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề và để động từ ở dạng quá khứ đơn. Đã tới lúc ai đó làm việc gì? Và chúng ta diễn tả bằng cách thứ hai, đó là chúng ta sử dụng tân ngữ for somebody. It's time for somebody. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng dạng to do something, động từ to infinitive. Các bạn nhớ tránh việc chúng ta nhầm lẫn giữa mệnh đề và cách sử dụng for somebody. Bạn ghi chép lại nhé cho cô. Và một cặp câu nữa. Number 10 and 11. Now, let's see. The boss lets the employees have a 3-day vacation every year. And the second one we have, the boss allows the employees to have a 3-day vacation every year. Như vậy, chúng ta sẽ tổng kết được mẫu câu đi với động từ let và động từ allowed như thế nào? Mời các bạn quan sát. Đối với động từ let thì sau tân ngữ chúng ta sẽ sử dụng dạng thức động từ ở dạng nguyên thể. Còn đối với động từ allowed, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng động từ permit thì chúng ta sẽ sử dụng dạng to do sau tân ngữ. Và chúng ta sử dụng hai mẫu câu này để chúng ta diễn đạt xem cho phép ai làm việc gì. Cô tin là sau khi được học lý thuyết thì bây giờ chúng ta sẽ tự tin để làm bài tập thực hành dạng câu hỏi MCQs, vận dụng những mẫu câu liên quan tới verb forms, phải không nào? Chúng ta cùng thử nhé. Now, 3 sentences for you first. Now, let's do it in 1 minute only. Nào, cô mời các bạn chữa bài cùng với cô. Now, for sentence number 1. Now, let's think about the structure. You think we would rather. Khi chúng ta nhìn thấy rather thì chúng ta sẽ nghĩ đến mẫu câu sử dụng với would rather. Và chúng ta sử dụng would rather do A
than to be, right? Ok, vậy dựa vào mẫu câu này thì chúng ta sẽ có những cái cách tư duy như thế nào để lựa chọn được một phương án đúng? Cô mời các bạn xem cô hướng dẫn và làm mẫu nhé. Nào, đối với phương án A, chúng ta nhìn thấy động từ của chúng ta đang bị sai so với mẫu câu, đó là can và fake it, trong khi mẫu câu chúng ta đang dùng động từ ở dạng nguyên thể. Vậy chúng ta không lựa chọn đáp án A. Come on. Tương tự như thế thì đối với câu B, chúng ta thấy động từ ở đây dùng played và took, động từ ở quá khứ đơn. Vậy chúng ta cũng loại vì nó không phù hợp với mẫu câu. Tương tự, ở phương án C, chúng ta thấy lỗi sai không phải ở động từ nữa, mà lúc này lỗi sai lại ở từ nối. Chúng ta sử dụng would rather do A thì chúng ta dùng với that do B. Tuy nhiên ở mẫu câu C thì lại sử dụng từ to thay vì từ that. Như vậy cũng là sai so với mẫu câu. Và khi chúng ta đã phát hiện ra được lỗi sai của các phương án A, B, C, chúng ta đối chiếu phương án cuối cùng là phương án D và chúng ta thấy phù hợp. Vậy chúng ta lựa chọn chắc chắn phương án D sẽ là phương án đúng. Các bạn có kết quả giống cô không nào? Chúc mừng các bạn nhé. Nào, chúng ta sang câu thứ hai. Nào, khi chúng ta nhìn thấy động từ allow thì lập tức trong đầu chúng ta sẽ tư duy ra công thức chung, đó là allow somebody to do something. Và tương tự như thế, cách làm giống như câu 1, chúng ta sẽ tìm ra những cái lỗi sai, những cái lỗi không phù hợp với mẫu câu để chúng ta loại trừ đi. Và cuối cùng chúng ta sẽ so sánh đáp án và chúng ta lựa chọn đưa ra câu trả lời cuối cùng. Đáp án B, chúng ta thấy lỗi sai rơi vào sự không tương thích giữa chủ ngữ và động từ parents là số nhiều và doesn't là số ít. Vậy chúng ta loại không sử dụng. Ở phương án C, chúng ta thấy chúng ta cần sử dụng to do, trong khi đó ở đây chỉ là make. Vậy chúng ta cũng loại. Phương án cuối cùng là một phương án lỗi sai hơi tinh tế một chút. Và ở lỗi sai này thì cô thấy nhiều bạn không nhận ra được, đó là trong mẫu câu chúng ta sử dụng tân ngữ sau động từ allow, nhưng ở đây chúng ta lại thấy là phương án chủ ngữ. Và đôi khi khi chúng ta đọc quá nhanh thì chúng ta không phát hiện ra được lỗi sai này. Và cô hy vọng rằng chúng ta sẽ tránh được lỗi sai này. Chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng mẫu câu nào chúng ta sử dụng mệnh đề, chúng ta có sử dụng chủ ngữ, còn mẫu câu nào chúng ta sử dụng tân ngữ là chúng ta phải lưu ý được. Và cuối cùng chúng ta đối chiếu đáp án thì đáp án A chính là đáp án đúng duy nhất của câu. Câu thứ ba, chúng ta xem nhé. Chúng ta có mẫu câu thách thức thì chúng ta sẽ đi với to infinitive. Và mẫu câu tương đồng là chúng ta sẽ sử dụng động từ spend và động từ doing ở phía đằng sau. Vậy đối chiếu thì chúng ta sẽ có những phương án như sau. Phương án A, nào, chúng ta thấy là sau spend là khoảng thời gian, trong đó phương án A sau spend lại là tân ngữ, vậy chúng ta loại. Ở phương án C, sau spend thời gian chúng ta dùng verb in, nhưng đây lại là to repair, chúng ta loại. Ở phương án D, tương tự lỗi sai giống như phương án A là chúng ta không sử dụng tân ngữ sau động từ spend. Và còn một lỗi sai nữa, đó là to repair. Vậy chúng ta loại trừ phương án A, C và D và đối chiếu, chúng ta sẽ có phương án đúng duy nhất của phương án B so với mẫu câu. He spent the whole day repairing the radio. Đó là phương án chính xác. Như vậy qua phần luyện tập vừa rồi, cô hy vọng rằng là chúng ta đã có khả năng nhớ được kỹ hơn cấu trúc câu và biết cách áp dụng cũng như là loại trừ đi phương án sai trong quá trình chúng ta làm bài tập và làm bài thi để chúng ta có thể đạt kết quả tốt. Bây giờ mời các bạn sẽ chuyển sang phần những mẫu câu liên quan tới đằng sau động từ là verb in hay đằng sau động từ là to verb. Mời các bạn. Nào, mời các bạn hướng mắt lên màn hình. Ở trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy cô để rất là nhiều động từ ở đây, đúng chưa nào? Và một nhiệm vụ mà cô cần các bạn hoàn thành đó là, nào, cô chia làm hai cột. Một cột cô sử dụng subject, verb and to infinitive. Và cột thứ hai, trước to infinitive cô có thêm thành phần tân ngữ object. Nào, vậy động từ nào thì sử dụng với cột dùng to infinitive, còn động từ nào thì lại cần có tân ngữ rồi đến to infinitive? Cô mời các bạn suy nghĩ cho cô trong vòng khoảng 10 giây nhé. Cố gắng điền cho cô những động từ này vào các cột phù hợp với mẫu câu. Let's start. Cô mời các bạn chữa bài cùng cô nào. Now let's see you can do correctly. Nào, đối với mẫu câu sử dụng với to infinitive không cần tân ngữ thì các bạn sẽ sử dụng những động từ như sau: promise, agree, demand, refuse, offer, threaten, afford, manage, fail, choose, hope, decide, plan,
intend. For example, he refused to help me. Đây đã phải là những động từ đầy đủ cho dạng thức này chưa? Thì cô trả lời là chưa. Bởi vì là ở đây cô mới chỉ là thống kê những động từ chúng ta thường gặp thôi. Còn các bạn có thể gặp những động từ khác nữa. Và cô hy vọng rằng các bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu mạng này nhé. Và tương tự như thế thì chúng ta có những động từ sau chúng ta cần tân ngữ trước to infinitive. Đó là advise, ask, encourage, beg, remind, want, warn, invite, tell, order và urge. For example, they invited me to have dinner at their house tonight. Cô dành cho các bạn một chút thời gian để các bạn ghi chép lại những động từ này. Chúng ta tiến tới phần tiếp theo nào. Chúng ta bắt đầu luyện tập, cố gắng nhớ lại những động từ vừa rồi trong hai cột tương ứng để chúng ta có thể lựa chọn được phương án chính xác nhé. Now, three sentences for you to practice. Let's do it. Nào, chúng ta cùng chữa bài với cô. Nào, ở câu thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là ask somebody to do something. Vậy dựa vào mẫu câu thì chúng ta có thể loại trừ được những phương án nào nhỉ? Đúng rồi, phương án thứ nhất đó là B, chúng ta không sử dụng là she said him. Tiếp tục, phương án C. Ở đây chúng ta không sử dụng động từ khuyết thiếu mà chúng ta sử dụng to infinitive, một động từ chính, động từ nguyên thể. Vậy chúng ta bỏ đi từ can. Ở phương án D, tương tự, could cũng là một động từ khuyết thiếu, chúng ta không dùng trong mẫu câu này. Vậy đáp án chúng ta lựa chọn đấy chính là đáp án A, she asked him to close the window. Ở câu số 2, các bạn đọc mẫu câu và các bạn thấy rằng là chúng ta không thấy lỗi sai về mặt ngữ pháp, đúng không? Vậy khi không có lỗi sai về mặt ngữ pháp thì chúng ta làm như thế nào để giải quyết được những câu như thế này? Cô có một gợi ý cho các bạn nhé. Khi chúng ta không thấy lỗi sai thì có nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến nghĩa của các phương án đã bằng với cả câu gốc chưa? Như vậy, câu nào mà không giống với nghĩa của câu gốc thì chúng ta sẽ loại đi và chúng ta lựa chọn phương án câu đồng nghĩa với câu đã cho. Và câu số 2 chính là câu mà chúng ta phải áp dụng cái cách làm vừa rồi để chúng ta xử lý. Nào, chúng ta quan sát. Phương án A, chúng ta có từ in case. Có bạn nào còn nhớ in case là chúng ta sử dụng để phòng khi có một trường hợp nào đó xảy ra, và in case để dùng để chúng ta ám chỉ cho một hành động trong tương lai có khả năng xảy ra. Vậy thì đây là câu trong quá khứ đơn, vậy chúng ta không sử dụng. Ở phương án C, she gave us a lift. Chúng ta thấy trên bài người ta cho là a taxi, mà ở dưới lại là a lift, là đi nhờ xe. Như vậy không giống nghĩa, chúng ta cũng không chọn. Tiếp tục, ở phương án D, chúng ta thấy người ta đề cập tới từ raincoat, trong khi đó ở câu gốc không hề có raincoat. Vậy chúng ta cũng không chọn. Vậy phương án cuối cùng mà chúng ta lựa chọn đó chính là phương án B, với mẫu câu advise somebody to do something. She advised us to take a taxi because it was raining outside. Câu cuối cùng, câu thứ 3 thì sao nhỉ? Nào, chúng ta sẽ nghĩ đến mẫu câu tell somebody to do something, để chúng ta yêu cầu ai đó làm việc gì. Vậy đối với mẫu câu này thì chúng ta sẽ loại trừ được những phương án như sau. Phương án A, chúng ta thấy close thiếu mất to. Ở phương án B, to closing cũng không phù hợp với to infinitive. Phương án C tương tự, chúng ta không dùng closing. Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta lựa chọn đó là the teacher told us to close our books and go out to play. Cô còn hai câu nữa để chúng ta luyện tập thêm, mời các bạn. Nào, câu 4 và câu 5 khác với các câu 1, 2, 3 ở chỗ nào, các bạn nhận ra không? Nếu 1, 2, 3 là chúng ta thấy rằng đề bài cho chúng ta nguyên một câu gốc đầy đủ, thì ở câu 4 và câu 5 chỉ là những từ gợi ý. Và từ những từ gợi ý này và dựa vào cấu trúc chúng ta được học thì chúng ta sẽ đoán
chúng ta sẽ lựa chọn loại trừ phương án sai và đưa ra được câu trả lời đúng duy nhất. Nào, cô mời các bạn mẫu câu refuse to do something. Tuy nhiên câu này không dừng lại ở mẫu câu refuse to do something, bởi chúng ta để ý chúng ta thấy có một mẫu thứ hai đằng sau. Đây là câu chứa hai mệnh đề. Vậy mệnh đề thứ hai đòi hỏi chúng ta phải nhớ mẫu câu kiến trúc, cấu trúc câu nào. Đó là mẫu câu busy with something. Và kết hợp giữa hai mẫu câu refuse to infinitive và busy with something thì chúng ta sẽ làm như sau. Phương án A, chúng ta loại trừ going. Phương án B, chúng ta loại trừ sai giới từ busy, không đi với of. Phương án C, chúng ta loại trừ refuse. Thứ nhất là refuse không đi với going. Và thứ hai đó là mẫu câu chúng ta thấy có sự lệch thì với nhau. Nào, mệnh đề thứ nhất dùng refused ở thì quá khứ đơn. Tuy nhiên mệnh đề thứ hai khi nói về nguyên nhân, họ lại đưa về nguyên nhân hiện tại. Vậy cái sự không tương thích về thì nó cũng khiến cho câu này không thể đúng được. Và đáp án duy nhất chúng ta lựa chọn đó là đáp án D. Câu cuối cùng nào, mời các bạn. Chúng ta có cụm từ threaten cộng với to infinitive. Và sau đó ở mệnh đề thứ hai chúng ta có cụm từ pay attention to something. Kết hợp hai cụm từ này lại với nhau thì chúng ta sẽ tư duy để làm bài như sau. Nào, ở phương án A chúng ta thấy có sự không tương thích giữa thì của mệnh đề đầu với thì của mệnh đề thứ hai. Threatened quá khứ đơn và don't pay hiện tại đơn, vậy chúng ta không chọn. Ở phương án C chúng ta thấy thiếu mất giới từ đi với attention. Và ở phương án D thì chúng ta thấy thiếu mất to sau threaten. Threaten to punish. Vậy cuối cùng đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B. Cô tin rằng chúng ta đã có kỹ năng và làm bài đúng rồi đúng không nào? Cô và các bạn vừa chia sẻ với nhau về những mẫu câu mà chúng ta sử dụng to infinitive ở đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mẫu câu sử dụng gerund, hay chúng ta còn gọi là verb ing ở phía đằng sau. Đối với mẫu câu này thì chúng ta sẽ có 3 dạng thức. Đó là chúng ta sử dụng verb ing ngay sau verb. Dạng thức thứ hai đó là chúng ta sử dụng giới từ rồi mới đến verb ing. Và dạng thức thứ ba đó là chúng ta có tân ngữ đến giới từ rồi mới đến verb ing. Nào, ở trên này trên màn hình cô có một loạt những động từ tương ứng với ba cột này. Cô mời các bạn dành một ít thời gian ngắn để chúng ta tư duy và làm thật nhanh cho cô ra nhé. Xem động từ nào, những cụm nào thì đi với cột thứ nhất, những động từ nào đi với cột thứ hai và những động từ nào đi với cột thứ ba tương ứng nhé. Mời các bạn nào. Nhiệm vụ cô giao không hề khó lắm đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ check đáp án nha. Cô hy vọng rằng tất cả chúng ta đều làm đúng. Nào, let's see. Chúng ta sẽ sử dụng admit, deny, suggest, avoid, consider, finish, enjoy, imagine, mind, meet, risk, feel like, practice. Đối với những động từ này thì các bạn sẽ sử dụng ngay đằng sau đó là verb ing cho cô. Đối với cột thứ hai là trước đuôi in chúng ta có giới từ, và nếu các bạn tinh ý thì vừa nãy chúng ta làm, chúng ta thấy là chúng ta làm được ngay, bởi vì là những cụm từ cô cho đã có giới từ sẵn ở đấy rồi đúng không nào? Nào, và đó là những cụm sau: apologize for, xin lỗi vì đã làm việc gì, complain about, than phiền về điều gì, insist on, nài nỉ, nặng nặng đòi làm việc gì đó, dream of, mơ ước làm việc gì, look forward to, mong chờ được làm việc gì, object to, phản đối làm việc gì, và think of, nghĩ về việc làm gì đó. For example, they insisted on interviewing their idol. Họ cứ năn nỉ đòi phỏng vấn thần tượng của họ. Thế còn cụm thứ ba thì sao? Chúng ta sẽ cần tân ngữ đứng trước giới từ rồi chúng ta mới sử dụng đến động từ đuôi ing các con nhé. Chúng ta sẽ có những cụm sau: accuse somebody of, buộc tội ai đó vì đã làm việc gì. Blame somebody for doing something, đổ lỗi cho ai đó vì đã làm gì. Congratulate somebody on doing something, chúc mừng ai đó vì đã làm gì. Warn somebody about or against doing something, cảnh báo ai đó làm việc gì. Thank somebody for doing something, cảm ơn ai đó vì đã làm điều gì.
prevent somebody from doing something và stop somebody from doing something. Hai mẫu câu này tương đồng với nhau về mặt nghĩa, đó là ngăn chặn ai đó khỏi việc làm gì đó. For example, cô lấy cho các bạn một ví dụ nhé. A raincoat can prevent you from getting wet. Áo mưa thì có thể ngăn chặn giúp chúng ta khỏi bị ướt. Các bạn thân mến, đây là những mẫu câu khá là dài và rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Cho nên là các bạn cố gắng là đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta khắc sâu kiến thức. Từ đó là khi chúng ta nhìn thấy những câu như vậy trong bài thi, trong đề thi thì chúng ta sẽ nảy ra được mẫu câu đúng. Và khi chúng ta nảy ra được mẫu câu đúng thì đương nhiên kết quả các bạn đưa ra sẽ là đáp án chính xác. Bây giờ cô mời các bạn vận dụng những mẫu câu này để làm một số câu hỏi xong nhé. Cô mời chúng ta cùng quan sát lên màn hình và chữa bài cùng với cô. Ở câu số 1, chúng ta nhìn thấy câu gốc dùng với let's để đưa ra một lời đề nghị. Vậy thì phương án B, invited là lời mời, chúng ta sẽ không chọn. Phương án B, allowed là sự cho phép, chúng ta cũng không chọn vì nó không phù hợp với lời đề nghị với let's. Còn lại phương án A và phương án C thì chúng ta thấy là chúng ta dùng suggest cộng với verb in để đưa ra lời đề nghị, vậy tương đồng với nghĩa của từ let's. Tuy nhiên chúng ta lại thấy một lỗi sai trong mẫu câu suggest ở phương án C, đó là dùng to go. Vậy chúng ta loại phương án C và còn lại chúng ta sẽ lựa chọn là đáp án A. I'm suggested going on a walking. Chuyển sang câu thứ hai. Nào, chúng ta đọc câu và chúng ta thấy ở đây tác giả nói là continue their journey. Họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình mặc dù trời đang mưa rất là to. Thế thì ở phương án A chúng ta thấy là not continue là không phù hợp về mặt nghĩa so với câu gốc rồi. Một câu là ý khẳng định, một câu là ý phủ định. Tiếp tục, ở phương án B chúng ta có từ put off có nghĩa là trì hoãn. Vậy cũng có nghĩa là sai so với mẫu câu gốc là continue, tiếp tục. Ở phương án D chúng ta lại thấy phủ định not have a continue, không tiếp tục. Vậy ba phương án A, B và D thì nó bị lệch so với nghĩa gốc của từ là continue. Còn lại đáp án C đó là gì? Chúng ta sử dụng mẫu câu prevent somebody from doing something. The heavy rain could not prevent the explorer from continuing their journey. Đây là một đáp án chính xác vì nó hoàn toàn bằng nghĩa với câu gốc đã cho. Và chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đó. Câu thứ 3. Nào, would you like dùng để đưa ra một lời mời đúng không nào? Trong khi đó ở phương án A chúng ta thấy động từ remind có nghĩa là nhắc nhở để ai đó nhớ làm việc gì, không tương đồng nghĩa với lời mời. Ở phương án B, persuade là đưa ra lời thuyết phục, như vậy cũng không bằng nghĩa với would you like. Ở phương án C tương tự encourage là động viên, khích lệ, cũng không phải là lời mời. Vậy cuối cùng cấu trúc lời mời của chúng ta chính là A invited B to do something, dùng để tường thuật một lời mời từ trực tiếp sang gián tiếp. Và phương án D là phương án thỏa mãn cả về mặt nghĩa và cả về mặt cấu trúc câu. Vậy đương nhiên phương án D sẽ là phương án đúng. Nào, mẫu câu thứ tư liên quan tới clauses and phrases indicating result. Như vậy chúng ta sẽ học những cái mệnh đề và cụm từ để chỉ ra kết quả của hành động. Nào, cô mời các bạn quan sát lên mẫu câu đầu tiên, đó là mẫu câu so that. Và ở giữa so that thì chúng ta có thể sử dụng tính từ hoặc trạng từ tùy thuộc vào việc các bạn sử dụng động từ to be hay là động từ thường ở phía trước. Và mẫu câu này là quá đến nỗi mà. Và bằng nghĩa với mỗi câu so that thì chúng ta thường sử dụng mẫu câu such that. Tuy nhiên cô lưu ý này, khi chúng ta sử dụng mẫu câu such that thì lúc này chúng ta bắt buộc phải có thành phần danh từ đứng sau tính từ rồi chúng ta mới đến mệnh đề that. Đây là một cái phần mà các bạn học sinh rất hay mắc lỗi. Chúng ta sử dụng such nhưng chúng ta lại không có danh từ phía đằng sau. Chúng ta ghi nhớ lại cho cô và nhớ ghi chép vào trong vở để chúng ta tránh mắc lỗi sai này. Nào, cô có ví dụ để minh họa cho các bạn dễ hiểu. The film was so boring that we fell asleep when watching it. Bộ phim nó nhàm chán đến cái nỗi mà chúng tôi ngủ gật khi chúng tôi xem nó. Vậy với mẫu câu này thì cô sẽ sử dụng mẫu câu such để viết lại như thế nào cho phù hợp. Các bạn quan sát cách cô làm nhé.
Nào, vì cô cần một danh từ đằng sau tính từ để sử dụng với such, cho nên cô đưa danh từ film ra đằng sau tính từ boring. Và khi cô đã đưa danh từ film ra đằng sau tính từ boring, thì chủ ngữ cô không dùng film nữa, mà cô sẽ thay bằng đại từ it. Và câu của cô sẽ có là It was such a boring film that we fell asleep when watching it. Mẫu câu số 2, chúng ta sẽ sử dụng enough. Và sau enough thì các bạn có thể sử dụng for somebody hoặc không sử dụng for somebody tùy tình huống của câu. Và một điều bắt buộc đó là các bạn phải sử dụng dạng to infinitive sau enough. Mẫu câu này có nghĩa là đủ để làm gì? Cô lấy ví dụ, Mr. Watson works effectively enough to be promoted. Ở đây cô đang dùng động từ works, cho nên cô sử dụng trạng từ effectively. Ông Watson làm việc đủ hiệu quả để được thăng chức. Nào cô lấy thêm một ví dụ nữa, cô sẽ sử dụng tính từ để các bạn nhìn rõ cách sử dụng của tính từ nhé. The suitcase was light enough for the old lady to carry. Cái vali nó đủ nhẹ để cho quý bà cao tuổi đó có thể xách theo được. Cô sang cấu trúc thứ 3. Chúng ta sẽ sử dụng verb cộng với to. Và sau to các bạn cũng có thể sử dụng tính từ hoặc trạng từ. Sau tính từ và trạng từ các bạn có thể có hoặc không có thành phần for somebody. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng dạng to infinitive. Mẫu câu này có nghĩa là quá và chúng ta không thể làm được. For example, the car is too expensive for me to buy. Cái xe ô tô đó quá đắt để tôi có thể mua được. Ở đây cô đã đang dùng thành phần for somebody và đây các con có để ý không? Rồi. Nào, mẫu câu này thì cô có thể viết lại bằng mẫu câu enough, tuy nhiên cô phải để sang dạng phủ định. Và câu của cô sẽ chuyển thành the car is not cheap enough for me to buy. Chiếc ô tô quá đắt để tôi mua có nghĩa là chiếc ô tô không đủ rẻ để tôi mua. Vậy khi các bạn muốn viết câu bằng nghĩa mà sử dụng to và enough thì các bạn chú ý cho cô. Chúng ta sử dụng to rồi đến tính từ và chúng ta sử dụng phủ định not cộng với tính từ trái nghĩa rồi mới đến từ enough. Cô lấy ví dụ, trong câu chúng ta vừa đặt thì too expensive là quá đắt thì sẽ bằng nghĩa với not cheap enough, không đủ rẻ. Ở đây cô có thêm một ví dụ nữa, đó là too old, quá già thì sẽ bằng với not young enough, không đủ trẻ. Và chúng ta có thể sử dụng cái cách này để chúng ta viết lại câu sử dụng too và enough và nghĩa của câu thì vẫn được giữ nguyên. Chúng ta tiếp tục nhé. Nào, bây giờ các bạn sẽ vận dụng và làm cho cô một số câu hỏi trắc nghiệm. Cô mời các bạn hướng mắt lên màn hình và cùng chữa bài với cô. Nào, ở câu số 1, đấy chính là mẫu câu enough for somebody cộng với to infinitive. Vậy chúng ta sẽ nhận ra rằng ở đáp án B, play không có to, chúng ta loại. Phương án C, chúng ta không dùng for play mà chúng ta dùng to play, vậy chúng ta cũng loại. Ở phương án D tương tự, chúng ta không dùng for playing, theo cấu trúc chúng ta phải dùng to infinitive, vậy phương án A là phương án đúng. Tiếp tục ở câu số 2, chúng ta lại hồi tưởng lại mẫu câu, đó là to cộng với tính từ, sau đó chúng ta cộng với for somebody và to infinitive. Chúng ta đối chiếu cùng cô nào. Ở phương án A, chúng ta thấy một lỗi sai rất là hay gặp. Đó là chúng ta sử dụng for we. Nhiều bạn nghĩ rằng đúng, nhưng rất tiếc sai rồi. Bởi vì we là chức năng chủ ngữ. Còn ở đây chúng ta cần for cộng tân ngữ. Vậy chúng ta phải sử dụng us mới đúng. Đáp án A bị sai về cấu tạo từ. Phương án C, chúng ta thấy có sự không tương đồng giữa chủ ngữ task và động từ is. Chủ ngữ số nhiều, động từ số ít, chúng ta cũng không chọn. Ở phương án D, chúng ta thấy sai giới từ cho ai, đối với ai, chúng ta dùng for somebody chứ không dùng with. Vậy chúng ta cũng loại. Cuối cùng, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. The tasks are too difficult for us to perform well.
Câu số 3, các bạn còn nhớ mẫu câu such không? Đúng rồi, nhớ là có danh từ sau tính từ rồi mới đến mệnh đề tác nhé. Vậy phương án của chúng ta như sau. Đáp án A, chúng ta thấy là ở đây chúng ta dùng that và cộng với mệnh đề không có thành phần for somebody. Vậy chúng ta loại. Ở phương án B, chúng ta thấy dùng so nhưng mà lại có danh từ. So thì không dùng danh từ, đúng chưa nào? Thì ở đây chúng ta cũng loại. Ở phương án D, chúng ta thấy everyone là chủ ngữ số ít. Vậy thì động từ love chúng ta phải thêm S. Vậy mâu thuẫn giữa chủ ngữ và động từ. Cuối cùng chúng ta lựa chọn được phương án C duy nhất đúng. He is such a cool man that everyone loves him. Từ đầu đến giờ là cô trò chúng ta đã đi được 4 mảng kiến thức liên quan tới common structure in writing. Và bây giờ cô sẽ giúp các bạn đúc kết lại cái cách làm bài sao cho đúng nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta đặt câu gốc kỹ để chúng ta hiểu được nghĩa chính xác. Thứ hai, đó là chúng ta định hình trong đầu một mẫu câu tương đương nghĩa với câu gốc. Thứ ba, chúng ta so sánh từng lựa chọn với mẫu câu để chúng ta tìm ra lỗi sai và loại trừ phương án gây nhiễu. Thứ tư là nếu không tìm ra lỗi sai về mẫu câu thì chúng ta tiếp tục kiểm tra sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Kiểm tra sự phù hợp về thì giữa hai mệnh đề và kiểm tra sự logic của hai mệnh đề. Và thứ năm, nếu cả bốn phương án đều sử dụng mẫu câu đúng ngữ pháp thì ta làm như thế nào? Lúc đó chúng ta sẽ loại trừ bằng ngữ nghĩa. Và khi đó thì chắc chắn sẽ có ba phương án mà nghĩa của chúng sẽ khác với câu gốc và chỉ có một phương án duy nhất mang nghĩa phù hợp với câu gốc. Cô mong rằng là với cái chia sẻ của cô ở đây thì các bạn có thể ứng dụng và cũng hữu ích với bản thân các bạn. Như vậy là từ đầu giờ đến giờ cô trò chúng ta đã học những mẫu câu liên quan tới common structure in writing. Và bây giờ cô khái quát lại cho chúng ta kiến thức để chúng ta dễ nhớ và dễ học. Mời các con quan sát trên màn hình. Đây chính là 4 types common structure chúng ta thường gặp trong đề thi. Và cô cụ thể chi tiết hóa hơn một chút cho các bạn dễ nhìn. Phần 1, chúng ta chú ý cấu trúc câu tương đồng giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Phần 2, chúng ta chú ý những tặng bằng nghĩa think, spend, prefer, would rather, hay chúng ta còn viết tắt là the rather, let, allowed và each time. Phần thứ 3, các bạn lưu ý cho cô verb and to infinitive, verb, object to infinitive, verb, verb in, verb preposition and verb in, verb, object preposition and verb in. Và phần thứ 4, chúng ta chú ý so, such, to, enough. Các bạn thân mến, như vậy là cô và các bạn vừa chia sẻ với nhau những cụm từ chúng ta thường gặp trong quá trình viết câu. Và cô biết rằng là trong tiếng Anh thì chúng ta còn rất nhiều những mẫu câu khó khác nữa. Vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên chúng ta chỉ được chia sẻ với nhau 4 loại mà cô đã trình bày với các bạn. Tuy nhiên nếu trong quá trình các bạn ôn thi và làm bài thi, các bạn gặp khó khăn trong việc viết, các bạn có thể liên lạc với cô thông qua số điện thoại và địa chỉ email cô để trên màn hình. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả. Tạm biệt các bạn.